Xin chào các bạn, hôm nay tôi quay trở lại với một cái dự án mà của một tập đoàn rất là lớn, đó là tập đoàn Vingroup. Đó là dự án Vinhome Grand Park quận 9. Thì tôi cũng biết cái dự án nó rất là lâu rồi. Thật ra thì nó phải khách phải ra có thông tin cách đây khoảng tầm 2-3 năm trước thì phải. Đấy. Được biết là sắp tới sẽ có một cái cuộc mở bán rất là lớn, tức là một cái buổi đào tạo rất là lớn. Đấy, thì cái dự án này cái quá trình thang nghe nó quá dài và đến gần đây thì bắt đầu có những thông tin chính thức mở bán và rất nhiều các bạn môi giới làm sale rồi các cái sàn đầu tư nhận cọc xong lại trả lại cọc, các bạn môi giới bỏ tiền chạy quảng cáo làm sale vân vân, xong cuối cùng thất bại hết. Xong đến bây giờ thì cũng mới có thông tin là cái ngày đào tạo và bán, tức là có một cái dự án nó quá là dài, nó quá là nhiều vấn đề, nó có quá nhiều thứ để chúng ta cần phải chia sẻ. Và biết đâu sau cái dự án này thì lại có những cái bạn môi giới sẽ trở nên giàu có, và cũng có biết đâu là có rất nhiều bạn sẽ lại thất bại với cái dự án này. Thì tôi sẽ chia sẻ một chút cái thông tin về cái dự án là Vinhome, bây giờ cái tên mới nhất, trước đây nó gọi là Vinhome quận 9, Vincity quận 9. Thì bây giờ cái thông tin mới nhất thì nó được tên là Vinhome Grand Park, vẫn là quận 9, và hiện tại thì hạ tầng xây dựng và các thứ khác là rất là nhanh rồi, nhưng mà ngày mở bán thì chưa có. Đấy, tức là cái thông tin chính thức mở bán thì chưa có. Đây, các bạn có thể nhìn trên bản đồ và nhìn trên cái hình như này. Theo tôi được biết thì đây có 10.000 chiến binh và 63 đại lý bán hàng. Một con số rất là khủng khiếp. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc chinh phạt, một đại dự án một sống một còn, và cái người chiến thắng nó sẽ rất là ít, cái người mà có thể có tiền kiếm tiền thì rất là ít, nên là chắc chắn đây là một cuộc chiến vinh danh những cái chiến binh thành công xuất sắc, đúng không ạ? Hầu hết các cái sàn lớn nhất hình như Sài Gòn đều có ở đây cả, đúng không ạ? Từ Khải Hoàn này, Đan Cô này, Mờ Len này, cũng nhiều lắm, rất nhiều sàn, thậm chí có sàn tôi không biết tên. Đây thì các bạn chỉ cần search một chút trên bản đồ thấy sự gắt gao của việc từ truyền thông online đây. Limited các cái cắm bản đồ của các bạn làm sale chạy quận 9 ở đây rất nhiều. Đây, đây là quận đề toàn bộ chỗ này là Vinhome quận 9 này. Thì tổng cái diện tích dự án này thì bây giờ cũng không cần phải đọc quá nữa, đúng không ạ? Dự án này nó có quy mô 270 ha, nhỏ hơn ngoài Bắc một chút, đúng không ạ? Đa dạng sản phẩm có tới 43.500 căn hộ. Đấy, và 1.600 nhà phố và 700 căn shop house. Tôi nghĩ là cái sản phẩm shop house sẽ rất là hot đây. Tại vì với số lượng căn hộ mà lớn như kia thì shop house đương nhiên là hot rồi. Và có hơn 400 biệt thự cùng các tiện ích. Biệt thự cũng sẽ rất là hot, tại vì người Sài Gòn rất là nhiều tiền và thích sở hữu những căn biệt thự. Đấy, nó giống như trước đây khi mà bán biệt thự tại Vinhome Trần Trà Bắc hoặc là Vinhome Ba Son. Đúng không ạ? Đấy. Một số lượng sản phẩm cũng tương đối để cho 10.000 chiến binh chúng ta bán. Đấy, chắc chắn là sẽ lại có cái giai đoạn bùng nổ, cũng sẽ có giai đoạn cắt máu, sẽ có những giai đoạn tranh giành nhau, sẽ có những người giành chiến thắng và có những người không kiếm được tiền. Đấy. Các bạn nhìn này, 63 đại lý. Limit. Đây thì hiện tại thì tôi search trên bản đồ map thì và cũng rất nhiều cái hình ảnh cập nhật ở trên mạng. Thì dự án đã xây hình thành khá là nhiều, cái tiến độ dự án khá là nhanh. Vin thì bạn rộng nổi tiếng với việc mà thần tốc với dự án, thần tốc với các cái dự án khi mà xây dựng rồi là chất lượng công trình vân vân rất đảm bảo. Đây toàn bộ chỗ này ta thấy rằng là dự án một bên là sông Đồng Nai, tức là giáp ranh Hồ Chí Minh ở đây, bên đây là Hồ Chí Minh, bên đây là Đồng Nai. Đấy, và một cái sông bên này nữa gọi là sông gì ạ, sông Bắc. Đấy. Chúng ta ở một cái vị trí cũng khá là thuận tiện, đặc biệt là Hồ Chí Minh thì khi giờ cuối năm cái lượng các cái dự án mới không ra được, thì đây là nếu mà đây là một cái dự án mà ra được hàng thì chắc chắn là sẽ gây bão trong cái việc mà ở thị trường cuối năm Hồ Chí Minh với số lượng căn hộ đủ lớn, số lượng sale đủ lớn, số lượng và nguồn hàng khan hiếm thì sẽ làm được. Thấy là hạ tầng và các cái móng nhà lên khá là nhiều. Đấy, thì search có rất nhiều thông tin liên quan dự án này. Đấy, rất nhiều website, rất nhiều các bạn làm sale chạy update thông tin vân vân và vân vân, rất là nhiều.
dự án vẫn cứ vừa tiến hành thi công mà vừa vẫn tiến hành xin các cái giấy phép thủ tục còn lại để mà hoàn thiện mà bán, đúng không ạ? Đây có cả một cái PVC đây, PVC này có thể là PVC cũ đi đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa, logo cũ của PVC đó chính là chúng thảo chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện. Và khi search thông tin về VinCity quận 9 thì nó rất là nhiều thông tin. Đây, có một cái website nó cung cấp doanh số sàn như này. Đấy. Rất đông. 63 đại lý các bạn. 63 đại lý bán hàng. Rất là khủng khiếp. Và khi mà search VinCity này, tôi sẽ search từ khóa đây, có thể trước đây cái từ khóa trước đây mà rất nhiều các bạn làm sale làm và bây giờ khách hàng sẽ vẫn quen. Đấy, đã chạy quảng cáo, đã có đủ pháp lý mà bán, tức là AdWords và rất nhiều sàn đang chi rất nhiều tiền để làm quảng cáo video vân vân, quảng cáo này, sale này rất nhiều, đây rất nhiều VinWood. Tôi search thử lên VinWood bác này. Hay già cũng có các bạn thấy không, quảng cáo full 4 cái kết quả đầu tiên này khủng khiếp, nhìn thế thôi là thấy sức cạnh tranh rồi. Cái kịch bản thì theo tôi thì tôi tự đoán là kịch bản sẽ ăn như thế nào, với số lượng căn hộ lớn, với cái thị trường khủng khiếp tiêu thụ của như Hồ Chí Minh thì chắc chắn rồi. Những cái đặc biệt là cách bán hàng của Vin thì giai đoạn đầu tôi chắc đảm bảo sẽ rất là hot, các cái sản phẩm đẹp, các cái căn đẹp sẽ tranh nhau mua. Không nói với chúng ta sẽ không bàn quá nhiều về các cái shop house, vì với cái số lượng shop house 700 căn trên cái số lượng tổng thể dự án như vậy thì chắc chắn shop house sẽ cháy hàng, và cái người nào mà nắm nguồn hàng, người nào mà có tiền để ôm đấy, có tiền để mà có quỹ hàng tốt thì sẽ là người mà có chiến thắng, và chắc chắn shop house sẽ chênh, biệt thự chắc chắn sẽ chênh, đúng không ạ? Đấy, chắc chắn sẽ chênh. Và những bạn sale, đa phần sale sẽ làm thị trường cho những người mà cầm nguồn hàng. Những người cầm nguồn hàng ở đây chúng ta có thể hiểu là những chủ đại lý, những người có tiền bỏ ra ôm, rồi là quan hệ ngoại giao vân vân. Đặc biệt là shop house, đặc biệt là sản phẩm shop house và biệt thự, vì shop house có 700 căn và biệt thự có 400 căn. Đấy là thông tin tôi đọc. Ngoài ra với số lượng căn chung cư thì tất nhiên là những cái căn đẹp có thể sẽ vẫn bán chênh ở thời điểm đầu. Và chủ tư chắc chắn sẽ ra hàng nhỏ giọt ở thời điểm đầu để làm bùng nổ lại cái dự án này. Với số lượng 45.000 căn hộ như vậy thì chắc chắn rồi cái chiến lược bán hàng thời điểm đầu họ sẽ ra ít, để mà tạo được cái sự khan hiếm và cũng sẽ có tranh chung cư ở thời điểm đầu, đúng không ạ? Nên là các bạn môi giới thay vì các bạn tập trung vào tìm kiếm khách hàng, tôi nghĩ rằng với sản phẩm này đã được gọi là thai nghén mấy năm trời, đã đi tốn rất nhiều chi phí và sức lực của các bạn sale tập trung, thì các bạn nên có một cái cách nhìn, một cái làm, một cái chiến lược làm đúng đắn để tập trung vào. Thực biết là cái số lượng nhận cọc của các đại lý rất là lớn rồi, nên là các bạn sale mà làm, mà nếu mà không có một chiến lược bài bản đúng đắn thì dễ sẽ lại làm cho lền cho các cái người lead hoặc là các cái chủ sàn vân vân. Nên là các bạn hãy xác định cho mục tiêu mình bán sản phẩm nào, bán dòng sản phẩm nào, bán chuỗi sản phẩm nào, để làm sao không phải cạnh tranh quá nhiều về nguồn hàng. Tôi nói ví dụ chúng ta tập trung bán căn xấu như thế, đúng không ạ? Và về đương nhiên rồi, là thời điểm đầu thì cái dự án này sẽ bán rất là tốt. Tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài trong 2-3 tháng và sau đó thì có thể chậm và chững hơn khi mà số lượng sale không đạt được sẽ rời bỏ. Nhưng mà tôi tin rằng là với một cái thị trường như Hồ Chí Minh, lượng dự án ra hàng đang rất là khan hiếm, thì đây sẽ là một cái điểm bùng phát nổi bật ở thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm Hồ Chí Minh. Thế còn kết quả là chúng ta chờ xem như thế nào với một cái thị trường như vậy. Tôi là Trần Minh, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ like và subscribe kênh của tôi. Xin cảm ơn.